Mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức showbiz có trong thời gian gần đây quý vị nha. Bộ phim Tôi Thân Yêu mới lên sóng được 2 tập đầu với nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Đây được coi là sự trở lại đáng mong chờ của chị đẹp Lưu Thi Thi sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, sánh đôi cùng nam diễn viên Chu Nhất Long. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, xã hội, nói về câu chuyện của các thanh niên trẻ, những người đang chật vật với việc thay đổi và trưởng thành trong công việc, gia đình, tình yêu và cuối cùng tìm được cách sống phù hợp cho mình. Chu Nhất Long đảm nhận vai diễn Trần Nhất Minh, khởi nghiệp khi độ tuổi còn quá trẻ, mang theo nhiều hoài bão, trải qua nhiều vấp ngã thì anh chàng đã có sự đột phá riêng của mình. Lưu Thi Thi trong vai Lưu Tư Vũ. Cô là bạn gái của Trần Nhất Minh. Lưu Tư Vũ cũng giống với những người trẻ tuổi trong thành phố lớn khi có vẻ ngoài hoạt bát, xinh đẹp, tương lai mở rộng. Nhưng sau đó cô gặp phải áp lực trong vấn đề tình cảm và sự nghiệp. Bộ phim Hunter's Moon, Bảy Trang Máu, đạo diễn phim là Michael Casey cùng dàn diễn viên Katrina Bowden, Jay Moore, Will Carson. Kể về câu chuyện trong một đêm bố mẹ vắng nhà, ba cô gái tuổi teen quyết định tổ chức tiệc nhỏ tại ngôi nhà mới của họ. Sau khi cả ba bị tấn công bởi một nhóm thanh niên nguy hiểm, họ tìm cách để liên lạc với cảnh sát, tìm kiếm sự trợ giúp. Khi đến hiện trường, viên cảnh sát trưởng đã phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ và khó hiểu khi mọi người dần biến mất một cách bí ẩn. Dường như một sinh vật hay thế lực nào đây với những sức mạnh khủng khiếp đang rình rập xung quanh ngôi nhà. Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên gây ấn tượng với khán giả qua vẻ đẹp ngọt ngào và tươi sáng. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng. Mỗi khi xuất hiện luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sinh năm 1992, Viên Băng Nghiên tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện Hí kịch. Cô chính thức bước chân vào giới giải trí với bộ phim truyền hình đầu tiên mang tên Diệp Vấn năm 2012. Tiếp sau đó là những bộ phim cô từng tham gia có thể kể đến như Phi Đao Hữu Kiến Phi Đao, Hồi Minh Chi Dương Lăng Truyện, Lão Cửu Môn, Tương Dạ, Thính Tuyết Lâu. Trong 9 năm kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, Viên Băng Nghiên vẫn chưa tạo được dấu ấn cho bản thân. Phải tới bộ phim Lưu Ly thì nét diễn xuất tài tình kèm sự linh hoạt của nhân vật chữ Toàn Cơ mới giúp cô nhận được sự yêu mến và quan tâm từ khán giả. Dù ban đầu có một số tranh cãi liên quan đến tạo hình, nhưng khán giả không thể phủ nhận ngoại hình của cô nàng quá hợp với nhân vật được miêu tả trong nguyên tác. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Viên Băng Nghiên và Thành Nghị cũng khiến người xem bị cuốn hút bởi lối diễn xuất tự nhiên đã tạo nên những phân đoạn tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng. Cũng nhờ vào vai diễn chữ Toàn Cơ đã giúp Viên Băng Nghiên vươn lên hạng 7 trong bảng xếp hạng diễn viên có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Và hạng nhất bảng xếp hạng diễn viên nữ có khí chất tiên hiệp nhất, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba. Còn ngay sau đây, mời khán giả cùng theo dõi buổi trò chuyện giao lưu giữa MC Phương Yếu và khách mời kỳ này của Hóng Chuyện Showbiz để lắng nghe những tâm sự về công việc và cuộc sống của một nghệ sĩ, họ sẽ phải trải qua những gì sau ánh hào quang của sân khấu. Kính chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Cảm ơn quý vị vẫn nhớ khung giờ này để đến với những câu chuyện về thế giới showbiz muôn màu, những thông tin về những dự án mới, những bộ phim mới và cả những câu chuyện hậu trường hấp dẫn mà đồng nghiệp của Phương Hiếu đã gửi đến cho quý vị ở phần đầu chương trình. Còn bây giờ tiếp theo, lắng nghe câu chuyện sau đây của một người nghệ sĩ. Thưa quý vị, nếu chiếu theo ca khúc 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân, thì người nghệ sĩ mà chúng ta sắp gặp đây đã có gần 30 năm tham gia hoạt động nghệ thuật, dành hơn một giải Mai Vàng và bên cạnh đó là rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ khác, đặc biệt có những vai diễn để đời để khán giả luôn yêu mến. Xin được trân trọng chào đón nghệ sĩ Cát Phượng tại Hóng Chuyện Showbiz. Chào em Phương Hiếu, chào quý vị khán giả. Có lẽ ngày hôm nay nghệ sĩ Cát Phượng ngồi đây để chia sẻ chúng ta nhiều hơn nữa cách chị vượt qua những giai đoạn khó khăn, thậm chí là nhìn nhận lại xem suốt chặng đường nghệ thuật thì chị đã chinh phục từng thử thách khó nhất của đời mình như thế nào. Nếu cho chị làm một bài toán, thậm chí là một cỗ máy thời gian để quay ngược về quá khứ, chị cũng muốn chỉnh sửa một cái trường đoạn nào trong cuộc đời của mình không? Không. Không muốn làm nếu lại. Nếu mà quay ngược thời gian thì chị vẫn muốn như vậy. Vẫn muốn làm những ngày đầu tiên được nhận vai không? Rồi được diễn, rồi được chạy show, tất cả thứ. Chị thấy là chị mãn nguyện lắm rồi đó. Chị rất mãn nguyện. Bây giờ chị hay nói một đùa một câu là chị hết thời. Và riêng bản thân chị hết thời đây là chị cho là cái nghiệp diễn của chị á, cái thời nghiệp diễn là chị nghĩ là chị dừng lại được rồi. Tại vì nhân vật nào chị cũng diễn qua hết rồi, không có cái nhân vật nào để cho chị cảm xúc để mà chị
diễn mong nữa. Muốn là muốn ra phim trường để thể hiện, đúng rồi, lên sân khấu thể hiện vai dữ vai hiền. Ta nói vai gì tranh chua đánh đá chị đã qua hết rồi, cho nên chị không muốn diễn nữa, cho nên cái nghiệp diễn chị nên dừng. Và hiện tại chị đang làm mà đạo diễn ở nhà sản xuất, cái đó là cái chị thích hơn, hiểu không? Mình nâng cấp lên để mình chị truyền lại, đúng rồi, với lại chị dạy. Đó là đường nghề nha. Còn đường đời của chị, chị có muốn chỉnh sửa cái giai đoạn nào không? Đường đời từ chồng con cũng y vậy luôn, không chỉnh sửa. Tôi không muốn chỉnh sửa. Đó là duyên và nghiệp. Nếu mà quay lại chỉnh sửa thì nó cũng vẫn vậy thôi. Dạ. Mà nếu quay lại chỉnh sửa nó sẽ không có như bây giờ. Đúng rồi. Thậm chí có như bây giờ rồi cũng có những trường đoạn chị tâm sự với báo chí hay thậm chí là chia sẻ trên Facebook. Thì nhiều khi đương nhiên trong mỗi gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, phải không chị? Ừ. Sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. À, với bản vậy thân, chị là một người nghệ sĩ, chị có ngại chia sẻ điều đó ra không? Chị có ngại công chúng biết được những cái điều sâu thẳm bên trong của mình không? Không, em ai cũng có một cái nỗi niềm riêng. Và chắc chắn là người ta không có muốn là nói ra, đúng không? Kể cả gia đình mình hay mình còn không muốn nói ra trong, tại vì sợ người ta buồn. Còn nếu nói ra với công chúng á, đa phần là một cái chuyện tích cực đi và rơi vào một người có nhiều suy nghĩ luôn tiêu cực thì họ biến cái chuyện tích cực đó thành của mình cực. Thành tiêu cực theo cách của họ và họ nói như đúng rồi, cho nên thôi không nói. Nhưng mà thật sự mà nói, khi mà mình dễ dàng mình bày tỏ cái cảm xúc của mình và chia sẻ thẳng thắn trên mạng xã hội á, thì sau những cái sự cố chị có rút ra được điều gì? Em hỏi thật. Chị đâu có rút ra được điều gì đâu, tại vì chị cứ vậy chị sống mà, chị đâu phải người có lỗi mà chị rút kinh nghiệm. Mà mình càng lên tiếng thì khi người ta đã thương mình, quan trọng, thậm chí mình không giải thích người ta cũng hiểu tính của mình. Cuộc đời của chị chỉ cần biết trời biết, đất biết, người thân biết, gia đình biết là đủ rồi, chị không cần bất cứ ai biết. Về cái trường đoạn của nghệ sĩ Cát Phượng mà theo em là em cho là khó khăn, đó chính là lúc mà chị cùng với anh Kiều Minh Tuấn phải vượt qua cái scandal mà mình gọi là lúc mà mình làm phim á chị. Thì em gọi là họa vô đơn chí đi, có ảnh hưởng gì đến những cái bài bản sau này và những cái chiến lược sau này? Tại chị đang là nhà sản xuất phim, đang tiếp tục tâm huyết và truyền lại cho thế hệ trẻ, thì chị có định vị mình khác hay có nếu thay đổi mà không? Chị sống sai thì bây giờ chị không làm nghề được nữa. Dạ. Nếu mà chị sống không đúng thì không có ai mời chị làm nghề, và do là chị từ chối thôi. Dạ. Thì chị rất biết ơn những cái người nhìn nhận đúng về sự việc á. Sau cái scandal đó của anh Tuấn thì mọi chuyện giống như mình bị đứng lại á, đứng lại về trong cái suy nghĩ, đứng lại về trong cái tinh thần, tất cả mọi thứ. Dạ. Và cái chị cũng chả muốn làm gì luôn á, không còn hứng để làm gì hết, buông xuôi luôn á. Dạ. Thì sau đó thì anh Vinh là người giật chị dậy và đó mời đến là ngồi cái đó, mời cả hai vợ chồng chị đến luôn. Dạ. Và chị có đọc được cái tờ báo, là báo cũng hỏi là scandal vậy, tại sao mời này kia nọ, thì anh Vinh có nói một câu, trả lời một ngày câu là nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Đúng rồi. Tôi không quan tâm đến cái chuyện scandal. Tôi chỉ quan tâm đến cái thực lực, cái năng lực và cái nghề gọi là tài giỏi của hai người. Em cảm thấy thú vị. Tại vì rõ ràng là khi rơi vào một cái hoàn cảnh mà suốt bao nhiêu năm mình cống hiến cho nghệ thuật, rồi chỉ vì một cái điều gì đó, thậm chí là không từ mình, hoặc là vì một cái chuyện gì đó sau hậu trường mà khán giả có một cái nhìn nhận hoàn toàn khác. Không, không, cũng không trách khán giả được, tại vì báo chí lúc đó đang, chị đang đứng trong một cái tâm điểm là cái gì ta, bao cái dòng xoáy á. Hiếu, thật sự luôn, mà khi mà trong tâm bão á, em để ý đi, em càng nhoi càng chạy thì nó bị cuốn. Chính xác. Tốt nhất em đứng yên một chỗ và em tìm cái gì đó em bám trụ lại chắc để không bị bão nó cuốn. Đúng rồi, để mình đứng đối đầu với bão mà đang hất tới mình. Và em thấy trong cái chuyện đó chị im lặng tới ngày hôm nay. Im lặng không phải là chị sai, mà chị càng nói thì chị càng bị cái dư luận cuốn. Và chị biết lúc đó giết thai rất là nhiều luôn á, tại vì chị im lặng á, giết vậy để cho chị lên tiếng. Bắt đầu người ta sẽ thư giãn. Chị bình tĩnh lắm, tại vì đối với chị á, chị biến cố nhiều cuộc đời chị lắm rồi, thiệt luôn á, rất là nhiều luôn á. Và chị luôn cười nha, giữa nụ cười với nước mắt, trong lúc gặp biến cố chị luôn chọn nụ cười, cho dù cái nụ cười chị nó có méo mó chị vẫn cười, thì cái tinh thần chị vẫn có. Còn hơn là mình cứ khóc mình ủ rũ thì cái tinh thần mình suy sụp. Và khi tinh thần mình suy sụp thì trong người mình dễ sinh bệnh lắm. Quan trọng nữa là chị không muốn ủ rũ, là tại vì chị muốn gia đình chị vui, với lại quan trọng hơn hết là chị không muốn thằng Bom nó buồn. Và nó thấy chị cười vậy, cái nó hay hỏi mẹ không sao hả mẹ, cái này mẹ không sao, nó nói con thấy chuyện có sao đâu, mà quan trọng con thấy chú Tuấn vẫn bên cạnh mẹ. Cho nên không có gì để buồn. Khi cái câu con Bom nói đó, lúc đầu chị mới khóc á, khóc vì sao mà giống như nó hiểu á. Cái thời điểm đó chị hỏi Bom, con đi học với cô giáo, bạn bè có hỏi nhiều lắm mẹ ơi,
Thế chị hỏi ngược chân trả lời sao, con nói ủa cái gì đâu bình thường mà, sai lầm ai cũng có, nhưng mà quan trọng bây giờ chú Tuấn tôi vẫn ở bên cạnh mẹ tôi thì chuyện bình thường mà các bạn. Chị sợ nhất là dư luận nói này kia nọ nó bị tác động đấy. Mà thằng Bom được cái nó rất là bình tĩnh nha, nó tỉnh táo ghê luôn á. Chị không ngờ thời điểm đó bắt đầu xảy ra chuyện thì bắt đầu chị bình tĩnh lắm. Em biết không, chị mình phải bình tĩnh để mình giải quyết. Mình chỉ còn cách duy nhất là đúng bình rồi. Tĩnh Thật ra khi ngày hôm nay đến phóng chuyện showbiz, em không có mong muốn để khơi lại câu chuyện đó, nhưng mà em cũng chia sẻ thật cho chị Cát Phượng. Đó chính là em đọc được cái bài viết mà chị chia sẻ về Bom. Chị tự hào về con của chị trưởng thành. Và em biết là khi mà chị đặt nhiều cái tình cảm vào con của mình và tự hào, em tin là cái khoảng thời gian khó khăn đó cũng chính cậu ấy mới là cái người làm cho chị vững tin nhất để bình tĩnh lại, chứ không phải là một ai khác. Đúng em. Em tin đó là người đàn ông quan trọng nhất trong đời chị. Còn người đàn ông quan trọng tiếp theo, chị thấy được một điều là sau cái scandal của ổng thì ổng thương chị nhiều hơn. Dạ. Rất là thương. Tại vì em biết không? Dạ. Cũng do mình thiệt không? Tại vì thời điểm đó chị hay buông lơi ổng á. Ừ. Thì đàn ông mà mình mà buông lơi thì khi ra ngoài có cái gì đó thì ta bị ngã thôi. Mà quan trọng là ảnh ngã, ổng thấy cái đó không đúng thì ổng bật ra liền. Dạ. Sau đó chị có hỏi ổng một câu, của anh, em có ép buộc anh yêu bé đó hay không? Bởi vì anh cứ trả lời thẳng, ổng nói không, đúng là không. Chị thí dụ mình chị ép ổng với con bé yêu nhau, trời, chị nhắc lại chút xíu chuyện đó, các bạn nhắc không phải là mình khơi lại câu chuyện để mình nói vấn đề này. Thì nếu đã là via phim này kia kia nọ, thứ nhất chị không phải tồi đến nỗi mà via phim kiểu đó, phim không phải là chị sản xuất. Mà nếu có chị cũng không via tồi bại đến như vậy. Mà nếu có chị mở mặt đóng mặt, nếu có thì ổng yêu bé An thiệt, thì ổng yêu thiệt, ổng đi theo rồi chị làm gì ổng, và ổng sẽ nói ủa bà kêu tôi bia phim rồi tôi yêu thiệt tôi đi theo luôn, bà làm gì tôi. Chị làm gì, đúng không? Dạ. Yeah. Chính vì chị không có, thật sự chị không có. Rồi thì chị như thế nào, đủ thứ chuyện đó, gọi là tình ngay lý gian, chị không thể nào thiệt luôn á, trời nó mệt mỏi lắm. Quan trọng là sau cái đó ảnh vẫn, sau cái đó thì ổng thấy là cái đó cũng sai. Ổng sai thì có đó ổng thương chị nhiều hơn. Rồi kể cả chị thấy cũng sai, sai chỗ là mình không quan tâm ổng. Thì em biết khi cả hai gần mất nhau, là có gần mất nhau luôn. Đó thì thời điểm đó cả hai lũ sực tỉnh, bởi vì mới yêu nhau nhiều hơn. Yêu nhau nhiều hơn là so với hồi xưa mới yêu nhau. Và có lẽ khi kể lại câu chuyện này thì không có ai muốn lật lại những cái trang ký ức mà nó gọi là nó không được mấy vui vẻ. Nhưng đến với hóng chuyện showbiz thì có lẽ chị Cát Phượng cũng đã chủ động muốn nói cho khán giả của mình hiểu, hiểu mình đã vượt qua những cái tâm chấn của cuộc đời mình như thế nào trong lúc mà khó khăn, khi mà được biết bao nhiêu khán giả yêu thương vì những cái điều mà không phải từ mình và những cái điều mình không mong muốn, mà lại rời xa vòng tay của khán giả là điều mà không nghệ sĩ nào muốn, đúng không chị? Nhưng hết thì chị vẫn ngồi đây. Nhưng mà quan trọng là thường nói vậy nè em, sau chuyện đó thì mỗi người người ta cũng tự phân tích á. Dạ. Có nhiều người người ta tỉnh táo, người ta gọi là có cái đầu tỉnh á. Chứ không phải là cái đầu động á. Người ta tự phân tích này kia ABCD xong rồi nhắn cho chị, rồi chị thấy cái họ phân tích cũng rất là ok. Dạ. Rồi chị chỉ trả lời lại là em cảm ơn thôi. Hai năm gần đây thì chị bỏ ngoài tai những cái điều tiếng đó để trở lại là mình mang những cái điều mình cần để lại cho những người trẻ bằng những cái nhận xét xác đáng để tìm ra những quán quân xứng đáng. Cái đó mới là điều quan trọng. Và chị thấy là trong chương trình Gương Mặt Điện Ảnh vẫn trân trọng giới thiệu Kiều Minh Tuấn là ông vua phòng vé, đúng không ạ? Vẫn trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Cát Phượng là nghệ sĩ nhiều năm trong nghề, đã có những cống hiến và đóng góp cho nghệ thuật, giới chuyên môn không có rời xa chị. Qua câu chuyện của ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị đã hiểu được một đôi điều: nay tâm bão thì chúng ta nên né bão tránh bão trước đã. Rồi bây giờ có lẽ đã đủ vững vàng và đủ có thể cho khán giả hiểu tâm tư và tình cảm của mình, phải không? Tặng chùm ngôi sao may mắn nhé. Từ đây về sau là mình sẽ không gặp những cái tay bay bại gió nữa, và đâu đó những đường đi nước bước của mình sẽ cân nhắc thật là kỹ để mình có thể mang đến cho khán giả những tác phẩm thật là hay. Và chắc là hôm nay thì không có anh Kiều Minh Tuấn nha. Nhưng mà thôi đem này về cho ổng. Dạ, đem về cho ảnh mà một dịp nào đó hy vọng là ảnh sẽ đến với hóng chuyện showbiz. Dạ. Cái này chị sẽ không mang về cho anh Tuấn. Từ ngôi sao may mắn của ảnh có hay không là từ thực lực của ảnh thôi. Dạ. Mà chị dành này chị đem về cho Bom. Dạ. Chị em mong nghĩ cuộc đời nó sau này cũng sẽ may mắn. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ Cát Phượng đã đến với hóng chuyện showbiz, và hy vọng rằng quý vị khán giả đã từng yêu mến nghệ sĩ Cát Phượng hay đã từng rơi vào những vòng xoáy của những thông tin để rồi chúng ta có những nhìn nhận chưa đúng, hay là chúng ta vẫn còn đang ngờ vực, quý vị hoàn toàn có quyền
chọn cách mình làm, chọn cách mình hiểu, chọn cách mình nghĩ. Nhưng hãy xem những nghệ sĩ chúng tôi sẽ mang đến quý vị những gì trong thời gian sắp tới, qua những gì họ làm cho khán giả, qua những gì họ làm cho thế hệ đi sau, và qua những gì họ chứng minh mình trên con đường nghệ thuật. Đó là câu chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng đến với Không Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Bắt tay chị một cái, nhiều may mắn. Cảm ơn em và cảm ơn khán giả đã ngồi để nghe. Chỉ là một cái thời lượng nó ngắn thì không thể nào nó hết được. Tới tận bây giờ nha, khán giả thương chị á, và kể cả ghét chị luôn, và nói là khán giả ghét đó nha, thì nói là tại sao im đến tận bây giờ. Phải nói cái gì cho người ta hiểu chứ. Thì mình nghĩ là khán giả cũng đang thắc mắc, muốn biết cái câu chuyện scandal nó là như thế nào. Thì nếu 5-10 năm nữa, nếu các còn sống, các cũng muốn một lần để nói chuyện này cho mọi người nghe, cho hiểu rõ hơn về vấn đề. Còn bây giờ thì nếu mà khơi lại thì có nhiều cái dài lắm các bạn. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà nghệ sĩ Cát Phượng nói được như vậy, chắc chắn là nghệ sĩ Cát Phượng còn những điều mà quý vị chưa biết đấy. Thì nói chung á, con người mình sống đến từng tuổi này rồi, có nhiều cái gọi là cung bậc, gọi là cảm xúc cũng có, đắng cay cũng có, vui buồn cũng có. Trời ơi, 50 năm một cuộc đời rồi, thì 10 năm nữa đúng 60 tuổi đi, nó sẽ hay hơn. Dạ. Thì 10 năm nữa là 60 tuổi, thì nếu mà Cát với Kiều vẫn còn bên nhau, chắc chắn sẽ có cái đám cưới thiệt, và cũng sẽ có một cái một cuộc ngồi nói chuyện với thời lượng là một tiếng đồng hồ, thì tôi sẽ nói hết về cuộc đời của tôi. Dạ. Hứa nha. Cát, nếu tôi còn sống nha. Thưa quý vị, một thông tin hết sức thú vị mà chúng ta để chờ xem, và cái câu chuyện hóng thì phải hóng dài dài quý vị ạ. Hóng dài dài, và đừng quên tiếp tục ủng hộ. Biết đâu tháng nữa tôi với ông Tuấn người chia tay thì sao, đúng không? Cho nên là mình nói các bạn cứ chờ đi. Nếu 10 năm nữa nó cứ như vậy, Cát vẫn còn sống mà vẫn phay phay như thế này, và Cát bên Kiều vẫn còn bên nhau, thì chắc chắn những điều nãy Cát nói là sẽ sự thật. Vâng, thưa quý vị, chắc là tôi phải khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngay lúc này. Nghệ sĩ Cát Phượng nói những điều mà tôi không có mường tượng đến. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Hóng Chuyện Showbiz, cũng như bản thân nghệ sĩ Cát Phượng và nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn, để họ tiếp tục cống hiến và chờ đợi ra nhiều bộ phim hấp dẫn hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì Phương Hiếu và nghệ sĩ Cát Phượng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Buổi trò chuyện cùng sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Hãy đón xem chương trình vào lúc 17:10 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và nhớ xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, Khánh Ly xin chào và hẹn gặp lại.